trên lĩnh vực cải cách hành chính. Thưa quý vị, như đã thông tin, từ hôm qua Bộ Công an và Công an các tỉnh thành trong cả nước đã triển khai cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử theo luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam. Đây được đánh giá là một bước cải tiến mới nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Nai. Đây là những hình ảnh ghi nhận được tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Nai. Sở dĩ lượng người dân đến đây đông là do trước đó đã nắm được thông tin triển khai làm hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử. Tuy nhiên vì mới triển khai đăng ký hộ chiếu qua mạng mới chỉ vài tháng, nên còn rất nhiều người dân chưa rõ thao tác để thực hiện. Do đó họ phải lên tận nơi để được hỗ trợ hướng dẫn đăng ký làm hộ chiếu phổ thông có gắn chip. Thì qua cái nghiên cứu tôi thấy hồ sơ mà hướng dẫn thì cũng rất là dễ. Khi mà đến đây làm thủ tục thì các cán bộ ở đây cũng hướng dẫn rất là nhiệt tình. Hồi lúc nãy có một cô cán bộ cũng tuyên truyền rồi thì tôi thấy rằng là nó sẽ nhanh hơn khi mình đi làm thủ tục. Trong trường hợp mà gắn chip thì mình qua cổng khai báo điện tử thì mình đưa ra vào quét mã QR đó kia thì thủ tục nó gọn nhẹ hơn, nhanh hơn. Làm qua dịch vụ công thì nó thuận tiện hơn là tại vì em có thể làm được tại nhà. Hộ chiếu gắn chip thì mình có thể thông qua luôn, còn hộ chiếu phổ thông thì mình phải đến trước, mình làm thủ tục đồ các kiểu và nhiều cái khác nữa. Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Nai, hộ chiếu gắn chip điện tử có hình thức cơ bản giống với hộ chiếu phổ thông, tức hộ chiếu không gắn chip điện tử. Tuy nhiên hộ chiếu có gắn chip điện tử có biểu tượng chip điện tử ở ngay trang bìa, còn hộ chiếu phổ thông thì không có. Cũng theo lãnh đạo Phòng xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Nai, hộ chiếu phổ thông và hộ chiếu có gắn chip điện tử hiện vẫn được sử dụng song song. Do đó khi thao tác đăng ký nộp hồ sơ, người dân có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu phổ thông hoặc cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử. Trong cái hộ chiếu đó đã được số hóa cái thông tin của công dân, thông tin cơ bản và trong đó là có cái thông tin số hóa thông tin sinh trắc học, đó là vân tay. Thế và hầu hết thì các cửa khẩu quốc tế hiện nay vẫn sử dụng là kiểm soát bằng vân tay đối với những hộ chiếu mà có gắn chip điện tử ấy ạ. Thế thì công dân sử dụng cái hộ chiếu gắn chip điện tử thì cái lợi thế là thứ nhất là xin cấp thị thực của nước ngoài thuận lợi hơn. Cái thứ hai là khi mà xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế bằng cái cửa khẩu kiểm soát tự động thì cũng nhanh chóng, thuận lợi và dễ dàng hơn. Rõ ràng, việc phát hành hộ chiếu có gắn chip điện tử sẽ tạo thuận lợi rất nhiều cho người dân khi thực hiện xuất nhập cảnh. Điều này cũng góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tiến tới số hóa chính phủ số của nước ta.